200.000 xe khách xe đầu kéo phải lắp camera giám sát Trung Quốc điều nhóm chiến đấu cơ cao kỷ lục áp sát Đài Loan Núi lửa La Chaufria phun cột cho bụi khổng lồ Thượng nghị sĩ Texas nghi vấn Tổng thống Biden có thực sự nắm quyền Cố vấn của ông Trump cáo buộc CNN tung tin giả Mỹ-Philippines khai mạc tập trận giữa căng thẳng ở Biển Đông Côn đồ lại phá hoại sườn in của báo Epoch Times Hồng Kông. Quý vị và các bạn đang theo dõi mục điểm tin sáng ngày 13 tháng 4 của DKN TV. Tiếp sau đây là các nội dung chi tiết. Mở đầu mục điểm tin sáng ngày hôm nay, như thường lệ kính mời quý vị và các bạn đến với phần tin trong nước. Thưa quý vị, nhà chức trách thành phố Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 4 cho phép thí điểm mô hình xe đạp công cộng tại 43 vị trí ở quận 1. Theo báo Jing, giá vé giai đoạn thí điểm là 5.000 đồng 30 phút, 10.000 đồng trên 60 phút. Thời gian thí điểm dự kiến trong 12 tháng, phía chủ đầu tư được miễn phí sử dụng về hè để bố trí bãi đậu xe. Theo đề xuất của Sở Giao thông Vận tải, công ty cổ phần tập đoàn Chí Nam là nhà đầu tư. Công ty này sẽ thí điểm 388 xe, bố trí ở 43 vị trí tại khu vực quận 1 và dọc dự án tổ chức làn ưu tiên cho xe buýt trên đường Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu ở quận 3. Xe đạp sử dụng là loại gắn khóa thông minh, có tính năng định vị GPS, đóng hoặc mở khóa thông qua kết nối mạng 2G, 3G, 4G hoặc Bluetooth trên di động. Người dùng cài đặt miễn phí ứng dụng Mobile trên điện thoại rồi quét xung quanh, tìm chạm có xe đạp gần nhất, sau đó người dân dùng ứng dụng này quét mã code mở khóa xe sử dụng. Thưa quý vị, theo tính toán của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, có khoảng 200.000 xe khách, xe đầu kéo phải lắp camera giám sát trước ngày 1 tháng 7 tới. Báo tuổi trẻ cho biết, cơ quan này vừa có văn bản đốc thúc các sở giao thông vận tải các tỉnh thực hiện việc này. Camera được khuyến cáo lắp là loại camera chạy trên nền tảng di động 4G hoặc 5G. Theo nghị định 10 năm 2020 của chính phủ, trước ngày 1 tháng 7, ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 9 chỗ trở lên Xe kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container, xe đầu kéo phải lắp camera bảo đảm ghi lưu trữ hình ảnh trên xe trong quá trình tham gia giao thông. Dữ liệu từ camera được cung cấp cho cơ quan công an thanh tra giao thông. Thời gian lưu trữ hình ảnh tối thiểu 24 giờ gần nhất với xe hoạt động trên hành trình có cự ly đến 500 km, tối thiểu 72 giờ gần nhất với xe hoạt động trên hành trình có cự ly trên 500 km. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn đến với phần tin thế giới. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Đài Loan ngày 12 tháng 4 cho biết một nhóm 25 máy bay quân sự của Trung Quốc đã xâm nhập vùng nhận dạng phòng không phía tây nam của hòn đảo. Đây là nhóm máy bay chiến đấu lớn nhất của Trung Quốc từng bay gần Đài Loan. Vụ xâm nhập mới nhất được thực hiện bởi 14 máy bay chiến đấu J-16, 4 máy bay chiến đấu J-10, 4 máy bay ném bom chiến lược H-6K, 2 máy bay Y-8, cũng như máy bay chống ngầm cảnh báo sớm KJ-500. Trước đó, ngày 26 tháng 3, không quân Trung Quốc tiến hành tập trận trên vùng biển phía đông Đài Loan với sự tham gia của 20 máy bay quân sự các hoạt động của Hoa Kỳ trong khu vực. Ngày 7 tháng 4, hạm đội 7 Mỹ cho biết tàu chiến USS John McCain trang bị tên lửa dẫn đường đã đi qua eo biển Đài Loan. Bắc Kinh bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ về vấn đề này. Ngày 11 tháng 4, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình NBC nhấn mạnh cam kết của Mỹ về việc bảo đảm Đài Loan có đủ khả năng để tự vệ và duy trì hòa bình ổn định tại Tây Thái Bình Dương. Đồng thời cảnh báo sẽ là sai lầm nghiêm trọng cho bất cứ ai tìm cách thay đổi hiện trạng bằng vũ lực. Chính quyền Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của họ và cảnh giác với bất kỳ sự hiện diện quân sự nào của Mỹ trong khu vực. Vào năm 1979, Hoa Kỳ đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan và chuyển sang thiết lập quan hệ với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trong khi công nhận chính sách một Trung Quốc, Washington vẫn tiếp tục duy trì liên hệ với chính quyền Đài Bắc và cung cấp vũ khí cho hòn đảo này, làm dấy lên các cuộc phản đối ở Trung Quốc cũng trong ngày hôm qua 12 tháng 4, Đài Loan bày tỏ quan ngại trước kế hoạch xả nước thải từ nhà máy hạt nhân Fukushima ra biển của Nhật Bản. Theo báo cáo từ NSK, đài truyền hình công cộng của Nhật Bản, chính phủ Nhật Bản có thể thông báo sớm nhất vào ngày 13 tháng 4 về kế hoạch xả nước thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ra biển. Báo cáo của NSK cho biết. Nước đang được sử dụng để ngăn chặn sự tan chảy tiếp tục trong các lò phản ứng bị hỏng của nhà máy sẽ được xử lý và pha loãng để loại bỏ các chất phóng xạ, ngoài tritium. Đồng thời lưu ý, nó có thể được đổ ra đại dương một cách an toàn. Được hỏi về phản ứng của Đài Loan đối với báo cáo trong phiên điều trần lập pháp, thứ trưởng ngoại giao Chen Trung Quang cho biết, Bộ Ngoại giao đã chỉ thị cho văn phòng đại diện của Đài Loan tại Nhật Bản bày tỏ quan ngại về kế hoạch và theo dõi chặt chẽ các diễn biến liên quan. Trong khi đó, Tổ chức Hòa bình Xanh Đài Loan trong một tuyên bố cho biết họ đã thu thập được hơn 183.000 chữ ký từ những người kiến nghị phản đối kế hoạch này. Tuyên bố cảnh báo, một số hạt nhân phóng xạ được giải phóng có tuổi thọ hàng nghìn hoặc hàng chục nghìn năm. Quyết định thải nước bị ô nhiễm ra đại dương sẽ để lại những rắc rối rất lớn cho tương lai. Chuyển sang một tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, núi lửa La Chaufrière trên đảo Saint Vincent ở phía đông Caribe vào sáng ngày 12 tháng 4 đã tiếp tục bắn ra một lượng lớn cho bụi và khí nóng trong vụ phun trào bùng nổ lớn nhất kể từ khi núi lửa này thức giấc vào tuần trước. Các chuyên gia gọi đây là một vụ nổ lớn tạo ra dòng dung nham chảy xuống sườn nam và tây nam của núi lửa. Nó đang phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó. Rosila Joseph, giám đốc trung tâm nghiên cứu địa chấn của Đại học Tây Ấn, nói với hãng tin AP. Bất kỳ ai không chú ý đến việc sơ tán, họ cần phải rời khỏi khu vực trên ngay lập tức. Hiện không có báo cáo về thương vong, nhưng các quan chức chính phủ đang cố gắng ứng phó với vụ phun trào mới nhất. Khoảng 16.000 người sống trong các cộng đồng gần núi lửa đã được sơ tán theo lệnh của chính phủ vào hôm thứ năm tuần trước, nhưng một số vẫn ở lại và từ chối di chuyển. Richard Robertson, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Địa chấn, nói với đài địa phương NBC Radio rằng bất cứ thứ gì ở đó, con người, động vật, bất cứ thứ gì, chúng đều biến mất ông nói, và đó là một điều khủng khiếp khi nói về điều đó. Joseph cho biết, vụ nổ gần đây nhất tương đương với vụ nổ xảy ra vào năm 1902 đã giết chết khoảng 1.600 người. Lần cuối cùng, núi lửa này phun trào là vào năm 1979. Tiếp theo là những tin tức liên quan đến chính trường Mỹ. Thưa quý vị, Thượng nghị sĩ Cộng hòa John Conny, tiểu bang Texas, vào hôm ngày 12 tháng 4 đã đặt câu hỏi liệu ông Biden có thực sự nắm quyền? khi Tổng thống hiện diện thưa thớt trên các phương tiện truyền thông so với những người tiền nhiệm. Trên Twitter, ông Conin đã chia sẻ liên kết đến một bài báo trên Politico về chiến lược truyền thông của chính quyền Biden. Ông Conin trích dẫn một phần của bài báo chỉ ra rằng, ông Biden không thực hiện các cuộc phỏng vấn trên các kênh truyền hình cáp và các bài đăng trên mạng xã hội thì hạn chế. Các bình luận của công chúng phần lớn là theo kịch bản. Đoạn trích tiếp tục, Biden đã chọn ít ngồi lại phỏng vấn hơn với các báo đài và phóng viên chính thống. Sau đó, thượng nghị sĩ Conin cho biết chiến lược truyền thông của chính quyền nhằm giữ cho ông Biden ngoài ánh đèn sân khấu. Đặt ra câu hỏi liệu Tổng thống có thực sự nắm quyền điều hành hay không? Ông Conan viết, mời đặt câu hỏi ông ấy có thực sự phụ trách không? Hiện Tòa Bạch Ốc chưa phản hồi trước các bình luận mới nhất của thượng nghị sĩ Conin Thưa quý vị, tiến sĩ Anthony Fauci vào hôm Chủ nhật ngày 11 tháng 4 trong cuộc phỏng vấn với MSNBC cảnh báo người Mỹ vẫn không nên ăn uống nơi đông người, kể cả sau khi họ đã được tiêm vaccine COVID-19, đã làm dấy lên sự chỉ trích gay gắt. Uống trong nhà, nhà hàng và quán bar bây giờ đã ổn chưa? Người dẫn chương trình Medi Hassan hỏi Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia. Không, nó vẫn chưa, ông Fauci đáp lại, vì lý do đơn giản là mức độ lây nhiễm trong cộng đồng vẫn thực sự cao đáng lo ngại. Tiến sĩ Fauci cho biết đã có 80.000 ca nhiễm mới được ghi nhận vào Chủ nhật, trong khi con số này dao động trong khoảng 60.000 đến 75.000 trong những ngày gần đây. Ông nói, nếu bạn đã tiêm phòng, hãy nhớ rằng bạn vẫn phải cẩn thận và không tham gia vào các tình huống đông người, đặc biệt là trong nhà, nơi mọi người không đeo khẩu trang. Một số người xem và người dùng mạng xã hội đã nghe lời khuyên của Fauci và cho biết họ có kế hoạch tránh ăn uống trong nhà, nhưng những người chỉ trích bực tức đang cho rằng Fauci đang kéo dài các biện pháp đóng cửa. Hãy tắt sóng! Cựu tiền vệ NFL Matt Leinart đã tweet, cựu tránh văn phòng tòa bạch ốc dưới thời chính quyền Trump, Mark Meadows liên kết đến đoạn clip và nói rằng các đảng viên dân chủ không có ý định trao lại quyền kiểm soát cho người dân ngay cả khi họ đã tiêm phòng. Người đóng góp cho Fox News, Guy Benson thì cho rằng ông ta đang gây hại vào thời điểm này. Trong một vài nhận xét tại câu lạc bộ Mar-a-Lago ở Palm Beach vào cuối tuần qua, cựu tổng thống Donald Trump đã nói đùa với một nhóm các nhà tài trợ của Đảng Cộng hòa rằng Fauci có thể sẽ sớm khuyên mọi người đeo mặt nạ năm. Ông Trump nói, bạn đã bao giờ thấy ai mà đầy tào lao như vậy chưa? Ở một diễn biến khác, một cố vấn và phát ngôn viên của cựu tổng thống Donald Trump đã kêu gọi CNN rút lại một câu chuyện đã tuyên bố, trích dẫn các nguồn ẩn danh, nói dân biểu Cộng hòa Matt Gaetz của Florida đã cố gắng gặp ông Trump tại câu lạc bộ Mar-a-Lago, Florida nhưng đã bị chặn lại bởi các phụ tá của cựu tổng tư lệnh. Câu chuyện này của CNN hoàn toàn là tin giả cố vấn của ông Trump, Jason Miller viết trên Twitter, không có yêu cầu lên lịch hoặc họp như vậy từng được đưa ra, và do đó nó có thể không bao giờ bị từ chối. Hãy lưu ý rằng, câu chuyện này không có nguồn lưu trữ, nó được tạo ra theo đúng nghĩa đen, chúng tôi đang yêu cầu rút lại toàn bộ. Báo cáo của CNN giống như nhiều câu chuyện được xuất bản dưới thời chính quyền Trump, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này. Báo cáo cho biết, dân biểu Gates, người được cho là đang phải đối mặt với cuộc điều tra liên bang về tội buôn bán tình dục, đã cố gắng đến thăm ông Trump trong những ngày gần đây nhưng bị các phụ tá của ông Trump từ chối. Đi một bước xa hơn, bài báo tuyên bố vụ việc báo hiệu rằng Gates thấy mình càng bị cô lập với ông Trump và các đảng viên cộng hòa khác. Dân biểu Gates đã phủ nhận những cáo buộc rằng anh ta có quan hệ với một cô gái 17 tuổi và những tuyên bố liên quan khác, đồng thời nói rằng bài báo của CNN là sai sự thật và dối trá. Ông Trump gần đây cũng bác bỏ một báo cáo từ New York Times, tuyên bố Gates đã yêu cầu cựu Tổng thống ân xá khi ông vẫn còn đương nhiệm. Dân biểu Matt Gaetz chưa bao giờ yêu cầu tôi ân xá. Ông Trump nói trong một tuyên bố vào tuần trước, cũng phải nhớ rằng anh ấy đã hoàn toàn phủ nhận những cáo buộc chống lại anh ấy. Tiếp theo chương trình là những cập nhật đáng chú ý khác. Thưa quý vị, các binh sĩ Mỹ và Philippines vào ngày 12 tháng 3 khai mạc cuộc tập trận kéo dài 2 tuần giữa bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Biển Đông. Theo Reuters, Cuộc tập trận mang tên Balikatan tạm dịch là vai kề vai. Lần thứ 36, vốn bị hoãn vào năm ngoái do đại dịch. Sau khi Philippines cảnh báo về sự hiện diện của hàng trăm tàu dân quân của Trung Quốc gần đá ba đầu, giới tướng lĩnh Philippines cho biết cuộc tập trận sẽ kéo dài đến ngày 23 tháng 4 với các hoạt động thảo luận và mô phỏng thay vì huấn luyện thực địa. Quy định về giãn cách xã hội cũng khiến cuộc tập trận giảm gần 1.000 binh sĩ so với con số sấp xỉ 8.000 trong những năm trước. Thiếu tướng Edgar Erevalo thuộc quân đội Philippines. Mọi hoạt động tập trận thuộc địa bị hủy, trừ diễn tập bắn đạn thật. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delphine Lorenzana cho biết, cuộc tập trận sẽ tăng cường năng lực trong việc đối phó các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống giữa tình hình phức tạp ngày càng gia tăng trong khu vực. Trước đó vào ngày 10 tháng 4, ông Lorenzana đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin để thảo luận về tình hình Biển Đông, cuộc tập trận song phương cũng như những diễn biến gần đây về an ninh trong khu vực. Chuyển sang những thông tin về Trung Quốc. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc ngày 12 tháng 4 cho biết, cúm gia cầm H5N6 có độc lực cao đã được tìm thấy trên các loài chim hoang dã ở tỉnh Liêu Ninh, miền đông bắc của nước này. Đây là trường hợp đầu tiên được báo cáo về chủng virus này ở Trung Quốc trong năm nay. Bộ này cho biết trong một tuyên bố, có 291 con chim hoang dã tại nơi bùng phát dịch bệnh, tại một công viên rừng ở Thẩm Dương, 11 con trong số đó đã chết do dịch bệnh. 280 con còn lại đã bị tiêu hủy như một phần của các biện pháp ứng phó khẩn cấp. Trường hợp nhiễm cúm H5N6 gần đây nhất được báo cáo ở Trung Quốc là tại một trang trại chăn nuôi gia cầm ở tỉnh Tứ Xuyên vào tháng 2 năm 2020. Thưa quý vị, vào lúc 4 giờ sáng ngày 12 tháng 4 theo giờ Hồng Kông, bốn tên côn đồ đã đột nhập vào nhà máy in của báo Epoch Times Hồng Kông. Một tờ báo đưa tin trung thực không nằm dưới sự kiểm duyệt của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo những hình ảnh được camera ghi lại, những tên này đã đập phá nhiều máy tính và máy in, ném hỗn hợp đất đá lên các máy in rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Trong một tuyên bố, Epoch Times Hồng Kông cho biết đây là lần thứ 5 nhà máy in của họ bị bọn tội phạm phá hoại trong những năm gần đây. Cảnh sát hiện đã tiếp nhận vụ việc, nhưng các vụ phá hoại từ trước, các cuộc điều tra đều thất bại, không có vụ nào được giải quyết. Lần gần nhất nhà máy in bị phá hoại là vào ngày 19 tháng 11 năm 2019, trong phong trào chống lại luật dẫn độ. Lúc đó có bốn tên côn đồ đã xông vào nhà máy in và phóng hỏa, nhưng đám cháy đã được các nhân viên dập tắt kịp thời, không gây thiệt hại lớn. Kể từ khi chế độ Bắc Kinh áp luật an ninh quốc gia lên Hồng Kông, các điều kiện xã hội của đặc khu này trở nên tồi tệ hơn, dân chủ và tự do đã cho thấy sự thoái trào rõ rệt. Trước vụ phá hoại mới nhất, tờ báo này cho biết họ chưa bao giờ nao núng, họ sẽ tiếp tục lên tiếng vì tự do. The Times Group sau đó đã lên án hành động của các băng đảng xã hội đen và các thế lực tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ cho biết các hoạt động phá hoại của bọn côn đồ này không chỉ chống lại Epoch Times Hồng Kông, mà còn chống lại các phương tiện truyền thông tự do trong xã hội Hồng Kông. Phần cuối chương trình, kính mời quý vị và các bạn đến với bài viết có tựa đề Nghị sĩ Canada trước cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công là nhóm kiên định nhất của tác giả Anh Tử, phóng viên Minh Huệ tại Canada được đăng trên website Minh Huệ Net vào ngày 4 tháng 4 năm 2021. Trong cuộc phỏng vấn gần đây, nghị sĩ Canada Kenny Chiu nhận định các học viên Pháp Luân Công đã phải đối mặt với cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc, như được nêu trong các báo cáo từ các nghị sĩ ở Canada. Và họ là một trong những nhóm kiên định nhất trước các cuộc tấn công từ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Chiu là phó chủ tịch của Tiểu ban Nhân quyền Quốc tế SDIR, khi nói chuyện với đài truyền hình NTD vào ngày 1 tháng 4, Ông cho biết, bất cứ khi nào đến thăm Hồng Kông, ông đều xúc động trước các cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công chống lại cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều này nhắc nhở ông rằng, Hồng Kông từng là nơi an toàn để các học viên bày tỏ ý kiến và phơi bày sự tàn bạo mà họ đã phải chịu dưới chế độ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hồng Kông đang mất dần tự do Ông Chiêu phát biểu rằng, tự do ở Hồng Kông đã không còn nữa, Điều đó là do Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng nhiều lý do để củng cố quyền kiểm soát đối với đặc khu này. Tin tức bị kiểm duyệt, mọi người không thể xem phim, chương trình truyền hình hay đọc sách, dòng thông tin cũng đều bị kiểm soát chặt chẽ. Do tường lửa của Trung Quốc, Google, Facebook và Twitter không hoạt động trên điện thoại di động Trung Quốc hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối internet. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bị toàn thế giới chú ý, điều đó là do cách đối xử tồi tệ của chính quyền này đối với người dân Hồng Kông. Ông Chiêu cho biết, Hồng Kông đã mất quyền tự do thông tin, tự do báo chí, tự do ngôn luận và tôn giáo. Ông nhấn mạnh rằng, không chỉ hệ thống chính trị của Hồng Kông đang bị tấn công, mà quyền tự do của Tân Cương, Tây Tạng, Đài Loan và các quốc gia láng giềng khác cũng đang bị đe dọa. Đảng Cộng sản Trung Quốc không đại diện cho Trung Quốc hay người Trung Quốc Ông Chiêu nói, điều quan trọng là phải phân biệt Đảng Cộng sản Trung Quốc với Trung Quốc, và người Trung Quốc ở khắp mọi nơi trên thế giới không giống với chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác. Từ hàng nghìn năm nay, Trung Quốc đã được công nhận là có lịch sử lâu đời và nền văn hóa phát triển. Mặt khác, Đảng Cộng sản Trung Quốc được du nhập vào Trung Quốc từ Đức và Liên Xô. Nó là một thực thể nước ngoài đã chiếm giữ Trung Quốc trong khoảng 100 năm nay. Những người Canada được giáo dục tốt, dù là người Canada gốc Hoa hay những người khác, đều sẽ hiểu rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc không giống người Trung Quốc và sẽ không đánh đồng chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc với văn hóa hay lịch sử Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ là một đảng cầm quyền đã kiểm soát Trung Quốc từ năm 1949 và nó không đại diện cho Trung Quốc. Do vậy, chúng ta cần hiểu rõ rằng khi ai đó chỉ trích một chính phủ, điều đó không có nghĩa là họ tấn công quốc gia hoặc người dân của quốc gia đó. Trong thời hiện đại, điều này thường hay xảy ra khi có rất nhiều thông tin và tường thuật sai sự thật. Một số người cũng đang cố tình nhầm lẫn về điều này. Chẳng hạn, Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể lập luận rằng khi chế độ bị chỉ trích, thì lời chỉ trích cũng nhắm đến Trung Quốc và người dân của nó. Tẩy não trong nước và tuyên truyền ở nước ngoài Ông Chi cho biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc thiếu tự tin đến mức không chịu bất cứ lời chỉ trích nào. Đó là lý do tại sao, ngoài những người đã cài đặt VPN để vượt tường lửa hoặc những người đã trốn đi nơi khác, vẫn còn hơn 1 tỷ người Trung Quốc tiếp tục bị bao vây bởi những thông tin sai lệch từ tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngoài ra nội dung ủng hộ đảng cộng sản trung quốc có thể được tìm thấy trên youtube ở canada và thế giới tự do thực ra các bài phát biểu chính thức của đảng cộng sản trung quốc đã tồn tại trên phương tiện truyền thông xã hội của chúng tôi và những tuyên bố sai lệch đó đã được tuyên truyền trên twitter ông tin rằng mọi người ở canada và khắp nơi trên thế giới có thể thấy rõ những điều này đảng cộng sản trung quốc không đại diện cho trung quốc người dân ở trung quốc hoặc những người gốc hoa ở canada hoa kỳ và những nơi khác trên khắp thế giới mọi người cần phải phân biệt và hiểu rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc không đại diện cho đất nước Trung Quốc. Thực ra, người dân Trung Quốc cũng đang phải gánh chịu sự thống trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc và hàng chục triệu người đã mất đi sinh mạng vì sự tàn bạo của nó. Các biện pháp trừng phạt đầy thù hận của Đảng Cộng sản Trung Quốc là một sự sỉ nhục đối với tất cả công dân. Ngày 27 tháng 3, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã công bố các lệnh trừng phạt đối với ba cá nhân ở Hoa Kỳ và Canada cùng Tiểu ban Nhân quyền quốc tế SDIR mà ông Chiu là phó chủ tịch. Nỗ lực đe dọa các quan chức dân cử trong xã hội dân chủ như vậy thật lạ. Đó là sự trả đũa chống lại bản kiến nghị 2660 mới đây được Quốc hội Canada do đã liệt việc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, Trung Quốc và một số nhóm thiểu số khác vào tội diệt chủng các biện pháp trừng phạt của Đảng Cộng sản Trung Quốc là một đòn trả đũa chống lại các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và Canada vì đã trừng phạt những người vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. Ông Chiu cho biết, ông và các quan chức khác đã thúc giục chính quyền Justin Trudeau thực hiện đạo luật Magnitsky để trừng phạt các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc vì sự tàn bạo của nó. Làm như vậy sẽ giảm bớt sự bất công mà những nạn nhân của cuộc đàn áp phải gánh chịu. Sự trả thù của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào các thành viên được bầu của Quốc hội Canada bằng cách tấn công các thành viên lập pháp được bầu, Đảng Cộng sản Trung Quốc chính là đang tấn công tất cả người dân Canada, bởi vì các đại diện của họ đã nhất trí thông qua bản kiến nghị này. Thưa quý vị, bản tin sáng ngày 13 tháng 4 của Dekamler TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị một ngày mới tốt lành. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.